Annyeonghaseyo, xin chào mừng tất cả các bạn lại đến kênh của Cường ha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại bài 1 của chương trình EBS Topic ngày hôm qua mà Cường đã đăng. Thì ở đây chúng ta thấy trên màn hình là chúng ta có một cái công thức ngày hôm qua chúng ta làm. Đó là chúng ta lấy một cái danh từ, chúng ta kết hợp với động từ imnita. Imnita là. Như vậy là hôm qua chúng ta nói imnita trong các trường hợp như sau. Ví dụ như chúng ta có là nói về tên nè, ví dụ như chữ irum là tên các bạn ha, irum là tên. Như vậy chúng ta giới thiệu chúng ta tên là gì thì chúng ta lấy cái tên của mình gắn với động từ imnita. Ví dụ như ở câu 1 này chúng ta có một cái ví dụ đó là cho nên thì các bạn là imnita. Chúng ta nhớ quy tắc biến âm và đá âm trong tiếng Hàn các bạn nhé. Như vậy đầu tiên của imnita là chúng ta dùng để giới thiệu về cái irum, có nghĩa là cái tên của mình. Câu này tôi tên là Lan thì tôi sẽ là cho nên là imnita. Cái imnita được dùng trong trường hợp thứ hai ở cái bài số 1 mà Cường có nói với các bạn đó, thì chúng ta dùng nói về cái cục chóc. Cục chóc có nghĩa là cái cục chóc các bạn nhé, cục chóc có nghĩa là quốc tịch. Thì chúng ta có thể giới thiệu tôi là người Việt Nam thì bạn nói là cho nên Việt Nam Saram imnita. Thì các bạn nhớ ở đây cái Việt Nam Saram nó là một cái cục chất của mình à, cho nên mình giới thiệu đúng không? Bạn Lan là người Việt Nam, nên là tôi là Lan và tôi là người Việt Nam. Cái tiếp theo của cái imnita mà bạn có thể kết hợp đó là bạn giới thiệu về cái chỉ cốp của mình. Chỉ cốp có nghĩa là nghề nghiệp đúng không các bạn? Ví dụ như bạn Lan là người Việt Nam và bạn là đầu bếp thì bạn sẽ nói là cho nên yuri sa imnita, cho nên yuri sa imnita. Bài này nếu mà các bạn có quên thì các bạn hãy coi cái link ở dưới à, Cường có để sẵn cho các bạn ở phía dưới đây. Bạn bấm ở phía dưới để bạn coi lại các bạn nhé. Rồi, bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ học một biểu hiện khác của động từ imnita. Thì lúc này chúng ta không nói imnita nữa các bạn, mà chúng ta sẽ nói là danh từ à, chúng ta dùng chữ yeo hoặc là yeo. Như vậy là cái dạng này thì nó khác với cái dạng à, danh từ đi với imnita như thế nào các bạn nhé. Ở đây nó khác với cái danh từ đi imnita như thế nào. Thì ở đây à, chúng ta có ở đây chúng ta có à, cái danh từ đi với imnita thì dùng khi mà chúng ta nói chuyện với một cái người lớn hơn hoặc là một người có cái vị trí ngoài xã hội là cao hơn mình, hoặc là giữa hai người chưa có một cái mức độ thân mật với nhau. Và còn nếu như mà hai người có mức độ thân mật với nhau rồi thì chúng ta nên dùng một cái đuôi câu là yeo hoặc là yeo. Như vậy thì khi nào mình dùng yeo và khi nào mình dùng yeo thì thật ra hai cái này chúng ta sẽ dựa vào cái bát chim à, có nghĩa là cái bát chim ấy của cái danh từ đứng phía trước nó. Nếu cái bát chim của danh từ ở phía trước mà không có thì chúng ta dùng chữ yeo, còn nếu mà có thì chúng ta sẽ dùng là yeo. Và ngày hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu rằng ngoài cái việc là mình nói về cái irum, cái cục chóc và cái chỉ cốp thì ngày hôm nay chúng ta có thể dùng imnita cũng như là yeo yeo ở một cái việc là chúng ta giới thiệu về cái nơi chốn các bạn, có nghĩa là chúng ta giới thiệu về cái chàng xô như các bạn. Chàng xô là nơi chốn. Như vậy chàng xô là nơi chốn thì tất cả những danh từ chỉ về nơi chốn thì chúng ta có thể gắn kết nó vào cái imnita hoặc là gì các bạn, yeo yeo. Nhưng bài học ngày hôm nay chúng ta nói về yeo và yeo cho nên là thầy sẽ giới thiệu nó là chữ yeo và yeo. Thì ở đây chúng ta thấy có cái chữ là giờ kia ga mặt thư yeo. Như vậy chúng ta thấy mặt thư là cái siêu thị và giờ kia là ở đây. Như vậy ở đây là siêu thị, được chưa các bạn? Ở đây là siêu thị và giờ kia ga Samushiri. Như vậy là ở đây là văn phòng công ty. Thì ở đây chúng ta thấy chữ thư, do chữ thư trong mặt thư là chữ siêu thị không có bạch chim cho nên thầy dùng chữ yeo. Và nếu như chúng ta nhìn ở phía dưới thì chúng ta thấy từ Samushir, Samushir là văn phòng, thì từ Shin là từ có bạch chim trong cái từ văn phòng cho nên thầy phải dùng là từ yeo. Và ở đây thầy đã có đá âm qua là gì bạn? Shiri. Như vậy chúng ta cũng có thể nói câu này ở cái dạng giống như ngày hôm qua chúng ta học là gì bạn, giờ kika mà thư imnita
hoặc là yakika samu shirimita. Đó. Đây, thầy sẽ viết ra nhé. Chúng ta có cái câu này là yakika matu imita. Yakika samu shirimita. Thì ở đây thầy tin chắc rằng nãy giờ sẽ có một số bạn hoặc là có rất nhiều bạn sẽ nói rằng à như vậy cái chữ ka này là gì vậy? Ngày hôm qua là chúng ta đâu có học chữ ka này đúng không? Ngày hôm nay chúng ta lại có học chữ ka này. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ trước tiên thầy sẽ cho các bạn vào xem cái bài học trước để chúng ta tập nghe và sau đó thầy sẽ giải thích với các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta đang có kết hợp là nói cả về nơi chốn và có cả về đồ vật luôn các bạn nhé. Và chúng ta thử nghe xem coi cái đoạn này người ta đọc như thế nào để mình chỉnh âm và chúng ta bắt chước để chúng ta đọc theo cho nó đúng nha các bạn. Chìa khóa. 여기가 사무실이에요. Đề화 1. 여기가 사무실입니까? 네, 사무실입니다. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. Các bạn có nhận ra là cái bài đọc này có giống không ạ? Nó bị sai đúng không? À, và thầy cố tình để một cái video sai để cho các bạn thấy là các bạn có dò cái âm được hay không? Tại vì ngày hôm qua thầy đã chỉ các bạn cái cách shadowing đúng không? Có nghĩa là mình sẽ nhìn và mình lắng nghe và mình đọc theo, thì rõ ràng ở đây là chúng ta đang sai. Như vậy bây giờ chúng ta có nhận ra được không ạ? Nếu mà ai coi tới đây rồi và thấy mình đang sai, có nghĩa là các bạn đã ứng dụng được cái cách ngày hôm qua thầy nói. Còn các bạn nào cũng thứ cũng vẫn cứ dò như vậy rồi, thì có nghĩa là chúng ta đang bị vấn đề về cái việc là chúng ta luyện tập để dò âm đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu xem cái video đọc này nhé. Đề hoa y. 여기가 기숙사예요. Đúng chưa ạ? 여기가 기숙사예요. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vô cái đoạn đúng đúng không? 이건 기숙사 열쇠예요. 감사합니다. 그런데 저게 뭐예요? 가족 사진이에요. Rồi, bạn nghe và bạn chỉnh cái cao độ, cái âm độ cho thầy ha. Ví dụ như âm thường và âm đặc biệt thì như thế nào? Ví dụ âm thường thì thường thường là người ta nói là hạ cao độ, thì giống như là việc mà chúng ta có để một cái dấu quyền, nhưng mà đừng có để nó quá các bạn ha, nó nhẹ thôi. Và chúng ta nhớ là phải hạ cao độ. Ví dụ như chữ đây là giờ kỳ ca, đúng không? Để kỳ ha, kỳ xúc xa dễ không? Kỳ con, kỳ xúc xa, giờ xuê dễ không? 감사합니다. 그런데 저게 뭐예요? 가족 사진이에요. Và chúng ta phải nhớ cả cái quy tắc nói âm các bạn ha. Ví dụ như chỗ này phải là 사진이에요. 사진이에요. Rồi, bây giờ chúng ta nghe lại một lần nữa các bạn nhé. 대화 2. 여기가 기숙사예요. 이건 기숙사 열쇠예요. 감사합니다. 그런데 저게 뭐예요? 가족 사진이에요. Rồi, như vậy ở đây chúng ta nhìn cái biểu hiện ở đây và chúng ta có nhìn ra thấy được là chúng ta có cái chữ về vô được gắn với một cái địa điểm là kỳ xúc xa. Kỳ xúc xa là ký túc xá các bạn nhé. Cái âm này là âm Hán Việt cho nên là nó giống với lại nghe nó giống lại với tiếng Việt của mình đúng không? Ký túc xá, kỳ xúc xa. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có cái chữ là gì các bạn? Xa nó không có bạch chim đúng không nè? Chữ xa này nó không có bạch chim, không có bạch chim cho nên ở đây bạn phải dùng đuôi câu là về vô. Đó là ký túc xá. Vì do chữ xa này là nó không có bạch chim. Đó, cho nên chúng ta là dùng kỳ xúc xa về vô. Và do ký ca, kỳ xúc xa về vô. Ở đây là ký túc xá. Bây giờ chúng ta phan hãy xem chữ ca này là gì nhé. Chữ ca này là gì thì chút thầy sẽ nói sau nhé. Bây giờ chúng ta cứ cho cái đoạn này trước nè. Ở đây là ký túc xá. Rồi. 이건 기숙사 연쇄예요. Ở đây chúng ta có hai danh từ ghép lại với nhau các bạn. Là một cái là, để thầy bấm cái này cho nó to lên tí xíu nhé. Chữ đây là 기숙사, hồi nãy mình mới giải thích là ký túc xá đúng không?
và chữ dần xe là chìa khóa. Như vậy là chìa khóa của ký túc xá. Và rõ ràng ở đây bạn lại thấy chữ dần xe là chữ xe này, nó lại không có hạt chim, cho nên tiếp tục ở đây chúng ta dùng về vô. Và icon, icon là cái này. Icon thực ra nó là từ viết tắt của cái gì bạn biết không? Là từ viết tắt icon. Thì ở trong sách này nó lại giải thích các cái trợ từ cho chủ ngữ chưa có cụ thể trong từng bài, cho nên là các bạn đón xem những cái video tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn tiếp những cái này cho các bạn rõ ràng hơn nhé. Rồi, như vậy là gì? Icon là nó viết tắt lại thành là icon, nghĩa là cái này là chìa khóa của ký túc xá, thì mình dịch là cái này là chìa khóa ký túc xá. Và ở đây thì thầy chỉ cho các bạn thấy được chữ dền xe là không có bạc chim, cho nên bạn dùng chữ dè vô nhé. Rồi, như vậy là dè vô hay là im ni tà thì dùng để nói là nghề nghiệp nè, nói về cái quốc tịch nè, nói về tên nè, bây giờ nói được một cả một cái nơi chốn nè, và nói được cả một cái đồ vật, đúng không? Mình giới thiệu, mình định nghĩa cái này là gì, ở đây là đâu, tên tôi là gì, tôi là người nước nào đó. Và cuối cùng bạn này mới nói à, cảm ơn nhị tạ, cảm ơn kurande, nhưng mà chò kê có nghĩa là chò cò si các bạn, ở đây có nghĩa là chò cò si. Thì ở đây một chút chúng ta sẽ tìm hiểu cái chò cò si nó là gì. Chò cò si được viết tắt lại là chò kê mua hiểu cái đăng ký là gì vậy à, khà chúc xà chi nhi hiểu đấy. Bạn thấy chữ khà chúc xà chi, khà chúc xà chi, thì ở đây có bát chim, chỉ chim có bát chim, cho nên dùng chữ i-e-o. Lý là lý do là do gì các bạn? Chỉ chim có bát chim, chỉ chim có bát chim, cho nên dùng i-e-o. Như vậy chúng ta thấy được một cái biểu hiện khác của imita là gì chưa? Ye-o và i-e-o. Rồi, bây giờ không để các bạn thắc mắc lâu, chúng ta sẽ đi qua cái ika. Thì ika đây là một cái trợ từ dành cho chủ ngữ các bạn. Nó đứng sau một danh từ làm chủ ngữ trong câu. Ví dụ như ở đây mình thấy là gì? Samushiri ở đi im nhị cá đó, ngày hôm qua chúng ta học im nhị cá rồi đúng không, là phải không, là ở đâu, bữa nay mình có ở đi im nhị cá là ở đâu, cái văn phòng thì ở đâu, thì văn phòng là chủ thể trong cái câu này đúng không các bạn, có nghĩa là chủ thể, có nghĩa là chủ ngữ trong cái câu này, thì người ta phải gắn cái chữ y ca vào cái gì bạn, cái chủ thể đó để xác định cho cái từ đó làm chủ ngữ trong câu. Như vậy là đây gì? Samushiri oti imika. Văn phòng là ở đâu vậy? Chaki imita. Chaki imita là đằng kia. Như vậy, yoki ka ki xuất xa imika. Ở đây là ký túc xá có phải không? Thì ở đây là chủ ngữ trong tình huống này, cho nên người ta phải để chữ ka vào. Và bạn thấy là ở đây nếu mà samushin thì có bát chim, cho nên nó dùng i. Còn chữ yoki thì ở đây không có bát chim, và chữ ki không có bát chim, cho nên dùng gì? Dùng ka. Và bạn thấy là nãy sau thầy đọc chữ kỳ xuất xa thì lại là kỳ, mà ở đây lại là dò kỳ. Bởi vì chúng ta có cái chữ ca bạn mà đứng đầu thì đọc thành giống như là chữ khò, nhưng mà nếu mà nó đứng ở trong như thế này thì đọc thành chữ ca các bạn nhé. Nè, giật như bạn, nè, nó ngay đây liền nè các bạn. Nè, kỳ xuất xa im nhì tạ, kỳ xuất xa im nhì tạ, kỳ xuất xa nhé bạn. Và âm thường cho nên chúng ta phải hạ cao độ xuống. Kỳ xuất xa im nhì tạ là ký túc xá. Rồi, chờ kỳ ca supermarket đúng không? Supermarket xin nhỉ các. Ở đây, ở đằng kia thì có phải là siêu thị hay không? À nhiêu không? Thani cho mi nhỉ ta là cửa hàng tiện lợi. Như vậy bạn hiểu cái chữ ika chưa các? Ika có nghĩa là nó là một cái người ta gọi là một cái tiểu từ hoặc là một cái trợ từ cũng được các bạn, đứng sau một danh từ làm chủ thể trong cái câu đó. Và có những lưu ý sau đây, nếu như bạn dùng chữ trò thì bạn nói là trò ca, có nghĩa là tôi ấy, thì người hàng ông nói vậy, người hàng sẽ nói là chè ca. Và bạn nói chữ na là tôi, dùng để nói với người nhỏ hơn mình, thì chúng ta nói là nè ca, nhớ các bạn nhé. Và nếu như chữ no là mày thì nò ca, thì người ta không nói nò ca mà sẽ là gì? Nè ca. Và nếu là chữ nuku là ai thì sẽ nuku ca, thì người ta sẽ gắn là chữ bằng nuka. Rồi, như vậy ngày hôm nay chúng ta đã học được những biểu hiện của mới của imita là gì các bạn? Yeo và ieo. Và chúng ta học luôn cái trợ từ cho chủ ngữ đó là chữ gì? Ka. Thì thầy mong là các bạn sẽ hiểu cái bài này. Và bài học của ngày hôm nay đến đây là hết. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những video trong chuỗi bài ABS to Biết của thầy, để chúng ta hiểu hơn và chúng ta tự tin hơn cho kỳ thi của chúng ta sắp tới. Và thầy chúc các bạn luôn luôn thành công. Nếu thích video này thì các bạn hãy like, share và subscribe cho thầy nhé. Annyeonghaseyo.